tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo ông Nguyễn Văn Phước Phó giám đốc Trung tâm cai nghiện ma túy Sóc Trăng đến 11 giờ ngày 26 tháng 2 đã có 103 trại viên được lực lượng chức năng, địa phương và gia đình các trại viên đưa trở về trại, số còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng tìm kiếm và vận động trở lại. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đi kiểm tra, nắm bắt thực tế tình hình và có chỉ đạo đưa ra biện pháp xử lý lãnh đạo tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương để tìm kiếm, vận động những người đã bỏ trốn trở lại trại cai nghiện, đồng thời giao cho đơn vị chủ quản, ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý, củng cố kiện toàn bộ máy cơ sở cai nghiện và có hình thức xử lý, khắc phục hậu quả vụ việc đáng tiếc xảy ra. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, sau khi thoát ra ngoài, các học viên bỏ trốn giải rác ở các huyện. Riêng trong số người vừa bị bắt lại có 4 trường hợp được gia đình các học viên tự nguyện bàn giao cho cơ sở. Được biết, cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng tại thời điểm xảy ra vụ việc có tất cả 419 học viên, chủ yếu là nam, thời điểm đó hàng chục học viên phá cửa phòng, sau đó mang hung khí đến đập phá một số phòng quản lý, cổng cơ sở rồi chạy ra ngoài, tản ra theo những con đường nhỏ, ruộng lúa bỏ trốn. Một người dân có nhà gần cơ sở cai nghiện trên cho biết, khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 2 thì người dân xung quanh đã nghe tiếng đập phá đồ đạc rất lớn kèm theo tiếng la hét. Lúc này, lực lượng công an đã kêu gọi người dân đóng cửa ở trong nhà, Vài phút sau, hàng chục người bắt đầu dùng đá đập ổ khóa, phá cổng chạy ra đường. Ngoài ra một phụ nữ khác cũng cạnh nhà cầu 19 tháng 5, sát tường rào cơ sở cai nghiện kể lại. Chúng tôi đang ở trong nhà thì nghe ầm ầm phía sau nhà bếp, định mở cửa chạy ra xem thì con tôi chạy xe về. Qua ánh đèn, thấy có mấy người nhảy từ hàng rào cơ sở xuống mái nhà bếp, có người ngồi trên mái nhà mù. Khi thấy đèn xe, họ ra dấu tắt đèn. Một lát sau, nghe thông tin mới biết đó là học viên cai nghiện trốn chạy camera an ninh của một nhà dân cũng đã ghi lại được hình ảnh một nhóm người là học viên cơ sở cai nghiện nói trên đang trên đường bỏ trốn theo người dân trên mấy em ghé xin uống nước luôn miệng nói tụi con không làm gì chỉ xin nước thôi ông nguyễn thanh bình cũng thừa nhận đa số học viên thoát ra cổng chính sau khi khống chế lực lượng làm nhiệm vụ một số thoát ra bằng lỗ thủng trên tường khi hỏi làm sao học viên có dụng cụ phá tường ông bình cho biết Cơ sở cai nghiện có diện tích 9,1 ha, xung quanh được xây hàng rào dày 20cm, cao 4,5m, kể cả phần sắt nhọn phía trên, bên trong chia thành nhiều khu, trong đó có khu vực hành chính nằm bên ngoài cùng, khu vực dành cho các học viên nằm bên trong, chia thành nhiều buồng, các buồng có khóa bên ngoài và khu vực đang thi công dạy nghề cho học viên. Các khu vực này đều có hàng rào riêng, cách biệt các khu với nhau. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của cơ sở đã xuống cấp, đang được cải tạo, Thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên hơn 400 người, số lượng cán bộ cơ sở còn mỏng, chưa đảm bảo cho công tác quản lý giáo dục. Trước tình hình trên, Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để xem xét, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và bàn phương án giải pháp, sớm khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay lại cơ sở. Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh chiếc ô tô bỏ chạy lạng lách và nhiều lần đâm vào đuôi xe cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi, gây xôn xao vì hành động quá nguy hiểm của tài xế. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên quốc lộ 1. Sáng ngày 26 tháng 2, công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974. Chú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là tài xế điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2, trên tuyến đường quốc lộ 1A, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô khách hiệu Hyundai 29 chỗ ngồi do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định Lúc này chiếc xe chạy hướng Lạng Sơn Hà Nội với tốc độ 75 km/h, trong khi đó tốc độ tối đa qua đoạn đường trên là 50 km/h. Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách đánh võng trên đoạn đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác đáng chú ý, ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện này hư hỏng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc chiếc xe ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông. Qua kiểm tra xác định, ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đâm trọng thương hai mẹ con rồi phóng hỏa đốt nhà. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, quê ở huyện Can Lộc, đi xe máy đến nhà bạn gái N.T.L. sinh năm 1998, quê ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lời qua tiếng lại, Nam đã hung hãn dùng kéo đâm chị L và mẹ của chị là bà VTT sinh năm 1969 khiến cả hai người bị thương nặng, rồi sau đó đổ xăng phóng hỏa đốt nhà. Nghe tiếng hô hoáng kêu cứu, người dân trong vùng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa hai mẹ con chị L đi cấp cứu, đồng thời tiến hành các phương án dập lửa. Tuy nhiên, Do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội gây thiệt hại một số tài sản. Gây án xong, Bùi Hòa Nam đã lẫn trốn vào rừng núi. Nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đến điều tra vụ việc, tổ chức phong tỏa các nẻo đường để vây bắt nghi phạm. Đến 11 giờ cùng ngày, sau gần 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hòa Nam khi đang lẫn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, được biết chị L là người yêu cũ của Nam. Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự Bùi Hoài Nam, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc để điều tra các hành vi liên quan giết người và hủy hoại tài sản. Liên quan đến việc hai cột trụ dưới tầng để xe của chung cư mini số 22, ngách 236 trên 17, đường Khương Đình, phường Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội bị nứt toát. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết với tinh thần đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, lãnh đạo quận Thanh Xuân thống nhất chỉ đạo và có văn bản khuyến cáo đề nghị người dân trong tòa nhà thực hiện di chuyển, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ di chuyển khi người dân có yêu cầu. Khuyến cáo của quận đã được các hộ dân tại số nhà 22 Đồng Thuận ủng hộ thực hiện. Đến cuối ngày 24 tháng 2, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn. Cũng ngay trong ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân có văn bản yêu cầu chủ sở hữu đầu tư chung cư mini thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định tại Điều 5, thông tư 10 trên 2021 trên TT BXG ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 6 trên 2021 trên NDCP ngày 26 tháng 1 năm 2021 và nghị định 44 trên 2016 NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức thực hiện sửa chữa, gia cố công trình theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng. Khi tiến hành sửa chữa gia cố công trình, phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi sửa chữa gia cố phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận cũng giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân phường Hà Đình giám sát việc thực hiện. Tòa chung cư mini này có 8 tầng, khoảng 60 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2017. Đến nay, một số hạng mục của tòa nhà đã bị xuống cấp, đặc biệt là phần chịu lực dưới tầng 1. Lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống dàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Ông Nguyễn Hồng Phong, trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22, ngách 236 trên 17, đường Khương Định cho biết, chủ đầu tư đã thống nhất với cư dân sinh sống tại chung cư mini bằng văn bản phương án xử lý sự cố nứt cột tòa nhà chung cư và cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chi phí sửa chữa sự cố tòa nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sẽ cắt cử người giám sát thi công trong vòng 30 ngày, nếu sau 30 ngày vẫn chưa thi công xong thì đơn vị thi công sẽ phải chịu phạt với các hộ gia đình.